Mà một option 50 triệu như thế này lên liệu có làm hài lòng được tất cả các biker của chúng ta hay không? Ok, let's go! Xin chào các bạn, mình là Huy đến từ Showroom Motor Đức Quảng Ngãi. Và hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một chiếc Triumph T100 lên option độ trị giá 50 triệu đồng. Và chúng ta hãy cùng xem chi tiết ở trên chiếc xe Triumph T100 này lên những đồ chơi gì. Và các bạn sẽ thử đánh giá xem nếu mà một option 50 triệu như thế này lên liệu có làm hài lòng được tất cả các biker của chúng ta hay không. Ok, let's go! Đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy ở phía phần đầu đèn này thì chủ nhân xe vẫn giữ nguyên cái trạng thái là đèn zin và gáo đồng hồ zin. Cùng vào đó là cặp xi nhan vẫn là cặp xi nhan zin, nhưng mà ở phía đằng trước thì chủ nhân đã tinh tế thêm vào cho chiếc xe phần chống đổ trước này để bảo vệ cái phần phuộc. Và ngoài ra thì chủ nhân trên chiếc xe này cũng đã trang bị cho phần thân xe chiếc dress bar màu chrome. Và ở phía trên phần cụm tay lái này thì chúng ta có thể nhìn thấy là chủ nhân đã lên chiếc xe hai bộ giá đỡ điện thoại, bao gồm một bộ giá đỡ không có chức năng sạc và một bộ giá đỡ có chức năng sạc wireless. Cái này thì sẽ phục vụ cho tất cả những khách hàng nào đang sử dụng điện thoại mà có tính năng sạc không dây. Thì chúng ta di chuyển trên đường thì đôi lúc điện thoại nó cũng sẽ hết pin, và đây sẽ là những các cái dụng cụ không thể thiếu dành cho những biker để di chuyển chặng xa. Và ngoài ra thì ở trên bình xăng thì chủ nhân chiếc xe có gắn thêm phần cao su bảo vệ bình xăng. Cái này là để chống xước bình xăng khi chúng ta di chuyển hàng ngày, và cái phần cao su này là của Motul. Và trên chiếc xe thì chủ nhân cũng đã trang bị thêm cho phần yên xe. Phần yên xe này nó sẽ thay thế cho phần yên xe zin, là các bạn sẽ có phần đệm mút nó sẽ êm hơn. Và khi chúng ta mà di chuyển trên một chặng đường xa ấy, thì cái phần yên xe này nó sẽ là quyết định cho chúng ta cái trạng thái lái nó được thoải mái hay không. Thì đối với chủ nhân của chiếc xe T100 này thì anh là một người rất hay đi phượt, và đó là cái nhu cầu của anh khi anh muốn một chiếc xe để di chuyển chặng đường xa một cách thoải mái nhất. Thì anh đã thay cho chiếc xe cái yên độ của Triumph, và đây là yên độ chính hãng. Và ngoài ra thì chúng ta có thể nhìn thấy ở phía phần đuôi xe thì chủ nhân đã lên một bộ bà ga tay xách sau dành cho xe. Thì đây là phụ kiện đồ chơi đi kèm dành cho T100 và T120. Và các bạn mà khi mua xe zin thì là nó sẽ không có bao gồm tay xách này. Thì chúng ta phải bắt buộc lên cái phần giá đỡ tay xách phía bên dưới. Sau đó thì chúng ta mới lắp được cái phần tay xách phía bên trên này. Và ở phía bên hông thì chúng ta có thể nhìn thấy là chủ nhân trang bị thêm cho chiếc xe cái phần túi này. Thì khi các bạn mà muốn lắp cái phần túi đồ hai bên hông này thì các bạn sẽ phải trang bị thêm cho chiếc xe cái phần giá đỡ bằng inox này. Thì nó sẽ giúp cho cái phần túi khi các bạn di chuyển nó được cố định và nó không bị va đập vào trong phía phần bánh xe. Và ngoài ra thì chủ nhân của chiếc xe này cũng đã lên cho xe của mình một cặp bô van 2 màu chrome. Thì tại vì sao những chiếc xe Triumph Bonneville lại được lựa chọn sử dụng bô van 2? Thì theo như nhà sản xuất công bố thì khi mà những chiếc xe Triumph Bonneville này được thay bô van 2 thì công suất của xe được cải thiện rất là nhiều, và động cơ nó cũng sẽ được mát hơn, giúp cho các bạn lưu thông ở trên đường một cách thoải mái nhất. Và chúng ta hãy cùng nghe thử qua tiếng nổ của chiếc Triumph T100 này, xem khi lên cặp bô van 2 màu chrome này thì sẽ có tiếng nổ ra sao. Ok, chúng ta hãy cùng nghe thử tiếng nổ của chiếc xe nhé. Các bạn có thể thấy cái tiếng bô nó sẽ rất là uy lực. Ok, và đó là những gì chủ nhân của chiếc xe T100 này đã làm với cả chiếc xe của anh ta. Vậy các bạn nghĩ sao về chiếc xe này? Hãy để lại đánh giá của mình ở phía dưới phần comment để chúng tôi biết được là các bạn đã có nhu cầu gì để chúng tôi có thể đáp ứng. Showroom Motor Đức Quảng Ngãi sẽ chuyên phân phối những dòng bô van 2 chính hãng. Và Allround, đó chính là cái thương hiệu bô tiếp theo của Triumph sẽ mang tới cho các biker của Việt Nam. Và các bạn hãy đón xem những video tiếp theo của chúng tôi sẽ giới thiệu về những các accessory chính hãng của Triumph. Xin cảm ơn.